Ba ba đi công tác cho chị ba mừng. Chạy ra luôn, thương chưa? Nói cỡ má Winnie speak. Thương chưa nó nói á. Kỹ sư trẻ, kỹ sư trẻ, kỹ sư đi đi xuống nhà máy phải có bộ đồ đồng phục cách nào. Mình mà đi vô nhà máy mà không có bộ đồng phục này sẽ bị phạt rất là nhiều tiền. Ăn mất hả? Trời đất ơi. Chị ba muốn học tiếng Việt hả con? Mm-hmm.